Chào các bạn nhé. Bây giờ là gần 10 giờ, quán mình giờ nó cũng vắng khách rồi. Thưa khách rồi thì mình ngồi trò chuyện với anh em một tí về cái số vấn đề như là nước dùng. Hôm nay mình sẽ trò chuyện với bạn về nước dùng này, với lại một số bí quyết để mưu mẹo để đăng cơm nhé. Thì nước dùng thì mình xem clip thì mình đã đợt trước mình có đăng clip về cách pha chế nước dùng, thì có một số bình luận anh em chia sẻ lại thì có một số anh em là kêu nước dùng mặn với lại lượng muối thì cho vào đấy thì nó hấp thụ cơ thể thì quá sợ quá lượng so với quy định. Thì nói thật với anh em là để mà nói mà bảo vệ sức khỏe ấy thì nó phần nào thôi các bạn. Chứ bây giờ mà lượng muối mà các bạn tính lượng muối hấp thụ cơ thể thì cái nước dùng quả nó chả ra cái gì nữa các bạn. Nói thật đấy, phở bò này, nước phở bò nó không thể giống nước canh bánh đa với lại nước bún ốc được. Nước phở bò bao giờ nó cũng đậm đà các bạn nhé, nên nhớ ngọt và đậm đà. Nếu nói phở mặn thì chan rồi chắc không ăn được, nên là mình nói như thế thì các bạn xem lại xét lại cái phần linh xương của các bạn. Thì đối với những cái quán lớn ấy, thì việc linh xương rồi việc linh xương với việc luộc thịt ấy, thì nó là quá ngọt rồi. Với cái lượng muối mà mình dạy các bạn cho vào ấy thì nó chả là cái gì cả. Nó chỉ có các bạn nếm, nó chỉ nếu mà nếm không ấy thì đúng thật nó hơi hơi đậm nha bạn nhé. Nếu các bạn chan bánh phở và trụng thịt vào thì nó là vừa đấy, nó không phải mặn đâu, nó là đậm đà luôn đấy. Vì mình hiện tại mình cũng đang bán nên mình có thể khẳng định với các bạn như thế. Còn bạn nào mà các bạn mà pha chế mà ra cái vị mặn, mặn mặn chua mặn chát mà không ăn được các bạn kêu ấy thì các bạn nên xem lại cách các bạn ninh xương hoặc pha nước dùng, các bạn này phải xem xét lại đấy. Các bạn pha làm thì nhá, nếu mà cái bình thường cái nước muối đấy, cái lượng muối với cái lượng mì chính các thứ đường cái mắm mình dạy các bạn cho vào, các bạn pha nước thì là nó mặn. Nhưng mà các bạn hiểu là khi bạn ninh xương thì cái nước ngọt ở xương nó trung hòa vào, nó sẽ làm độ mặn đi. Vì vậy nếu các bạn lượng lượng nước xương linh các bạn càng ngọt thì cái vị mặn ấy nó càng giảm bớt, các bạn nhìn thấy chưa, thì nó sẽ là đậm đà đấy. Còn các bạn pha làm sao bây giờ nó ra mặn là chứng tỏ là các bạn cái nước xương của bạn không được ngọt, nên là khi vào với cái lượng muối của mình là nó không hợp lý đấy. Nhưng mà nên mình có dặn các bạn là các bạn phải điều chỉnh với khẩu vị từng vùng miền. Cái quán của mình đây, đấy các bạn nhìn đấy. Đấy thì các bạn phải xem xét. Còn đấy thì sau đây mình sẽ dạy các bạn, đối với những các bạn quán mà vắng khách nhá, không có khả năng luộc thịt được thì các bạn nên 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 phải có một số mẹo để cho nước dùng, làm cái nước dùng nó ngọt lên, nó ngọt lên để cho nó trung hòa, làm cái giảm cái độ mặn. Cái nước các bạn nếm làm sao nó phải là đậm đà nhá, mà sau cái vị đậm đà nó là ngọt. Mà khi ăn phở xong thì không được để lại cái vị gì gọi chát thèm cái thứ gì một số không? Một số quán phở ấy thường thường người ta lợi dụng quá nhiều mì chính bột lêm, khi nên cái khi các bạn như kiểu các bạn đi ăn canh bánh đa buổi sáng thì nó ở ngoài Hải Phòng này nó thịnh canh bánh đa mà các bạn, thì các bạn đi ăn canh bánh đa buổi sáng ấy thì luôn luôn có được nó để lại một cái vị đó, nhưng mà khiến cái lưỡi của mình lúc nào nó cũng phải nuốt nước bọt các bạn, thèm thèm. Đấy là cái vị mì chính bột lêm các bạn, đấy là những cái mà các bạn cho vào nó để lại cái vị sau cổ họng, nó vị chát chua chát là muối và nước mắm. Thì các bạn nấu phở bò ấy, nước dùng của bạn không biết các bạn dùng mẹo gì, nhưng mà cái nước của bạn nấu ra nó phải là cái nước của bạn nấu ra nó phải là khi ăn mình ăn phở xong ấy là tệ nhất thì nó phải là nó chỉ gọi hơi hơi không phải là nó hơi hơi thèm, không phải khát nước như gì đâu, nó chỉ hơi bình thường thôi, nó không được ấy, không 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 được 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 thèm khát gì đấy. Là đấy thì các bạn mình bây giờ mình chia sẻ một cái mẹo các bạn nấu nước dùng ấy, tức là quán của mình nó hiện tại nó ít khách chẳng hạn, thì mình nấu nước dùng để cho nó làm sao nó ngọt ấy. Thì ngoài cái vấn đề là mình ninh xương, mình đã dạy các bạn ninh xương rồi nhá,
Thì cái nước dùng bò ấy, khi các bạn buổi sáng các bạn đổ ra khoảng 15 lít nước về pha ấy, thì các bạn cho mình, các bạn chuẩn bị cho mình ít đầu gà tươi ấy. Đấy, ra chợ mua ít đầu gà chỉ 45 nghìn thôi mà, mua 5 6 cái thôi. Đấy, các bạn bổ đôi ra, chặt mỏ bổ đôi ra. Các bạn bổ đôi, bạn thảo trực tiếp vào cái nồi nước dùng mà 15 lít ấy. Đấy, hoặc các bạn có thể là đun riêng, tức là xả cái nước chính cái nước đấy ra, các bạn đun riêng bằng bếp ga ấy, đun riêng đun sôi khoảng tầm 15 20 phút ấy. Thì các bạn lọc cho vào vạt, lọc lấy cái đổ vứt đầu gà đi, rồi lấy cái nước ấy đổ vào trong cái nồi nước dùng mà mình pha để bán ấy. Đấy, hai các bạn có thể cho trực tiếp vào trong nồi. Đấy, tùy các bạn, ở trong các bạn lấy vợt vớt đi. Đấy, tùy các bạn. Thì tôi đã tôi, thì tôi mình khẳng định luôn các bạn là cái nồi nước dùng của bạn sẽ ngọt. Đấy. Từ 5 6 đến 6 cái đầu gà trên 15 lít nước. Nước sương linh ấy. Đấy, là mà mình đảm bảo là cái với cái công thức mình cho các bạn ấy, sẽ là ngọt luôn. Khi chan bánh phở ăn là vừa 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 vừa, vừa luôn. Vì mình bán phở ở đây thì có rất nhiều người còn phải cho thêm muối các bạn ạ. Súp mình để trên bàn này này. Giấm này. Bạn nhìn nhá. Đặc biệt là những quán phở mình để ý rất ít con phở rất là lười. Giấm tỏi rất ít khi được gọt. Vào lúc nào cũng mình dặn hết mà hai là băm nhuyễn để khách người ta không 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 không, không gấp được. Thì đấy là mẹo mình chỉ cho các bạn nào mà quán nó ít khách nhá, mới thành hay là mới thành lập quán này là nó chưa có lượng khách nên là mình mới làm như thế thôi. Còn khi các bạn mà đã luộc được thịt rồi, khi quán đông khách mà luộc được thịt rồi thì những cái vấn đề đấy các bạn không cần phải thiết phải dùng mẹo đấy nhá. Đây là mình chỉ cho các bạn nào mà mới thành lập quán, còn các bạn nào đông khách rồi các bạn không phải làm như thế nhé. Còn các bạn bảo nước dùng mà pha xong mà bạn bạn mà chua chát này các bạn chỉ xem lại điều chỉnh. Và mà mình nói lại các bạn luôn, nếu các bạn cảm thấy nó mặn ấy, các bạn điều chỉnh đừng đừng quá hai hoa muối nhá. Các bạn chỉ cần điều chỉnh muối thôi nhưng mà đừng quá hai hoa. Nếu các bạn điều chỉnh quá thì quá nhạt lời thì neo luôn, không không thể không thể phải nuốt được. Thứ hai thì các anh em mình chỉ muốn chia sẻ các bạn về các em bí quyết ăn cơm ấy. Thì đây là mùa thì rang cơm ấy các bạn, khi bạn rang cơm xong ấy, một cái đĩa cơm các bạn rang rang nhanh thì nó phải rơi tầm 3 phút rồi, hoặc là rang tối đa là chỉ 4 phút thôi, không nhiều đâu. Nghĩa mình không nhớ chính xác cái thời gian đấy nhưng mà mình chỉ ướm lên thôi. Còn rang cơm, khi bạn rang cơm các bạn chuẩn bị cho mình một cái loại gạo gọi là gạo giòn đấy, các bạn để đáp vào cơm rang ấy, chỉ một thìa thôi, một đĩa cơm chỉ cho khoảng nửa thìa với một thìa thôi, ăn nhai giòn giựt. Thì gạo giòn là gì? Gạo giòn các bạn có thể lấy chính là từ cái gạo mà mình thổi cơm để rang cơm ấy, các bạn phơi lên cho nó khô đi, khô cong đi, các bạn rang đi, rang cho nó lỗ như kiểu bỏng ngô ấy các bạn. Đấy thì đấy là gọi là gạo giòn. Thứ hai, nếu mà cao cấp hơn thì các bạn có thể dùng gạo lếp. Gạo lếp thì các bạn ngâm khoảng độ 1 tiếng 2 tiếng để cho nó mọng nước này, các bạn sôi cho vào cái nồi bạn, các bạn hấp đi cho nó hấp cho nó rời đi, nó chín nó rời đi nhá. Thì các bạn đem đi phơi lắng cho nó thật khô này, khô kỹ hết nước này các bạn, rồi các bạn rang. Đấy, rang lên nó cũng thành cái như kiểu bỏng ấy, đấy, như dạng như bỏng ấy, ăn nó giòn giật ấy. Đấy. Thì đấy gọi là gạo giòn. Đấy, bí quyết đây là thế, các bạn rang cơm các bạn vứt cho mình khoảng độ nửa thìa đấy vào thì tôi đảm bảo các bạn này là 100 người và 100 người khen luôn, không ai chê cả. Đấy, mình khẳng định luôn. Thì mình nhược điểm của cái gạo giòn đấy là các bạn là cái mùa 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 mùa, mùa phùn, nhưng mà mùa mùa đông ấy là không thể làm được cái đấy các bạn, nó không có lắng. Các bạn rang cơm mà mùa đông mà không có lắng, các bạn phơi cái đấy nó chỉ có khô thật nhưng mà khi rang nó cứng như đá, ăn vào cách người ta kêu ngay. Cái đấy chỉ làm vào mùa hè thôi bạn nhé. Đấy, cái bí quyết mình dạy các bạn rang cơm. Thì video này mình chỉ các bạn chia sẻ với các bạn một số vấn đề như thế thôi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, cảm ơn.